Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Truyền thông quốc tế bình luận về sự kiện tướng Lương Cường trở thành chủ tịch nước. Ngày 22 tháng 10, BBC Tiếng Việt cho hay, ông Lương Cường làm chủ tịch nước, bình luận của báo chí quốc tế. Theo đó, ngay sau khi ông Lương Cường nhậm chức chủ tịch nước, nhiều trang báo quốc tế đã đưa tin với những đánh giá khác nhau. BBC trích một hãng tin quốc tế đưa tin ngày 21 tháng 10 rằng, Việc ông Lương Cường làm chủ tịch nước là một diễn biến đã được nhiều người đoán trước và việc bổ nhiệm ông nhằm mang lại sự ổn định cho chính trường Việt Nam sau hàng loạt biến động ở dạng nhân sự lãnh đạo. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn đánh giá của tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang thuộc Viện Nghiên cứu Singapore cho rằng động thái mới đây thể hiện nỗ lực khôi phục cân bằng giữa lực lượng công an và quân đội. Bằng việc rời bỏ chức chủ tịch nước, ông Tô Lâm cho thấy sự cam kết đối với quy tắc tập thể lãnh đạo trong khi vẫn nắm giữ quyền lực mang tính quyết định của hệ thống, ông Giang nhận xét. BBC trích dẫn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và nhiệm vụ được đảng, nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó, tiếp tục giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong đảng. BBC nhận xét, Việc hứa hẹn này có phần tương đồng với bài phát biểu nhậm chức chủ tịch nước của ông Tô Lâm vào tháng 5. Khi đó, ông Tô Lâm nói rằng, tôi xin hứa đoàn kết thống nhất trong tập thể ban chấp hành Trung ương đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, các lãnh đạo chủ chốt. Và đây là hình tân chủ tịch nước Lương Cường. BBC dẫn thông tin từ trang web chính thức của Điện Kremlin sau khi ông Lương Cường nhậm chức, Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chúc mừng. Lời chúc có đoạn như sau. Quan hệ giữa hai nước đang phát triển theo tinh thần của đối tác chiến lược toàn diện. Tôi tin rằng những nỗ lực của ngài trong cương vị chủ tịch nước sẽ tiếp tục củng cố hợp tác song phương hiệu quả của chúng ta trên mọi lĩnh vực. Điều này chắc chắn phục vụ lợi ích thiết yếu của nhân dân Nga và Việt Nam, đồng thời phù hợp với các mục tiêu đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. BBC cũng trích dẫn bài phỏng vấn Tiến sĩ Ben Swanton đồng giám đốc dự án 88 trên một trang tin quốc tế cho rằng việc bổ nhiệm ông Lương Cường làm chủ tịch nước là một ví dụ nữa cho thấy sự bành trướng của thể chế công an trị ở Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này, BBC nhắc lại bình luận của bà Futaba, nhà nghiên cứu tại Nhật Bản cho rằng sự mất cân bằng thương mại, an ninh quốc gia và nhân quyền là ba vấn đề lớn nhất trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Nếu bà Kamala Harris đắc cử tổng thống, những vấn đề về nhân quyền có thể sẽ trở nên quan trọng hơn. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. BBC đề cập đến những biến động trên chính trường Việt Nam trong những tháng qua, khi có nhiều lãnh đạo mất chức, ông Nguyễn Phú Trọng qua đời và việc ông Tô Lâm nổi lên thâu tóm quyền lực. Việc này khiến một số nhà đầu tư và chuyên gia đánh giá rằng Việt Nam đã mất đi sự ổn định chính trị. Tuy nhiên, theo đánh giá của một hãng tin quốc tế, việc ông Tô Lâm thôi kim hai chức vụ phần nào cho thấy sự ổn định đang dần quay lại. BBC cho biết hãng tin quốc tế này nói thêm rằng việc ông Lương Cường trở thành chủ tịch nước là cơ hội để ổn định tình hình từ nay tới đại hội 14. BBC dẫn lại đánh giá của giáo sư Thầy Giờ. Ông Tô Lâm, ông Lương Cường, ông Phạm Minh Chính hay bất kỳ ai khác không được đảm bảo một sự nghiệp chính trị sau đại hội 14 trừ khi họ nhận được sự ủng hộ. Ông Tô Lâm rất quyền lực, Ông ấy là người dẫn đầu chiến dịch chống tham nhũng, ông ấy sẽ phải bắt đầu xây dựng sự đồng thuận và tập trung vào những vấn đề nội bộ. Tân chủ tịch nước Lương Cường là trường hợp đặc biệt, ngày 21 tháng 10 BBC tiếng Việt bình luận, tân chủ tịch nước Lương Cường tuyên thệ nhậm chức có gì đáng chú ý. Theo đó, chiều ngày 21 tháng 10, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã được bầu làm chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 nghị quyết bầu ông Lương Cường là chủ tịch nước được Quốc hội thông qua với 440 trên 440 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. BBC cho biết, thật ra ghế chủ tịch nước của ông Lương Cường đã được đảng quyết định từ trước. Việc bầu chủ tịch nước tại Quốc hội chỉ là thủ tục tái khẳng định ý chí của đảng trong việc sắp xếp nhân sự chủ chốt. Hình ảnh bài bình luận trên BBC. Theo BBC, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chứng kiến 4 lần tuyên thệ chủ tịch nước của các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Tô Lâm và Lương Cường. Trong đó, ông Tô Lâm có nhiệm kỳ chủ tịch nước ngắn nhất lịch sử chỉ vỏn vẹn 5 tháng. Đây được coi là nhiệm kỳ đầy sóng gió với các diễn biến lông trời lở đất ở một đội ngũ lãnh đạo đảng và nhà nước. BBC dẫn bài phát biểu sau khi nhậm chức của ông Lương Cường theo đó ông bày tỏ lời cảm ơn đến ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư đồng chí tổng bí thư tô lâm các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đã tin cậy giới thiệu tôi đảm nhiệm trọng trách cao cả này tân chủ tịch nước lương cường cũng nói đến việc giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng và nhấn mạnh việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. BBC cho rằng việc ông Lương Cường làm chủ tịch nước có thể thấy là ông được Trung ương xét trường hợp đặc biệt bởi theo quy định 214 quy định Trung ương của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn các chức danh để làm chủ tịch nước cá nhân phải tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên và đã tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ như bí thư tỉnh ủy, thành ủy, hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương. Trong khi Bộ Chính trị khóa 13 là nhiệm kỳ đầu tiên của ông Lương Cường tham gia, nên ông chưa đạt yêu cầu chọn một nhiệm kỳ Bộ Chính trị trở lên và ông cũng chưa từng làm lãnh đạo tỉnh hay bộ trưởng. Hình ảnh tân chủ tịch nước Lương Cường tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Đáng chú ý, BBC nhắc đến chuyến thăm Bắc Kinh khá lặng lẽ của ông Lương Cường trước khi được bầu làm chủ tịch nước tại đây ông đã hội kiến với tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và hội đàm với bí thư ban bí thư chánh văn phòng trung ương đảng cộng sản trung quốc thái kỳ việc ông lương cường lúc bấy giờ là thường trực ban bí thư có cuộc hội kiến với ông tập cận bình cho thấy có một sự trọng thị từ phía trung quốc vẫn theo BBC, tân chủ tịch nước Lương Cường sinh năm 1957 hiện đã quá 65 tuổi. Nếu ông không được vào tứ trụ để có sức đặc biệt tại đại hội 14 thì ông sẽ phải về hưu. Giờ đây với việc được bầu làm chủ tịch nước, ông có cơ hội tiếp tục sự nghiệp chính trị ở nhiệm kỳ kế tiếp 2026-2031. BBC cũng cho biết tóm tắt về tiểu sử của Chủ tịch nước Lương Cường. Theo đó, Tần Chủ tịch nước Lương Cường sinh năm 1957 quê ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, bí thư Trung ương Đảng khóa 12, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông từng có thời gian học bồi dưỡng cán bộ cấp cao tại Trung Quốc tháng 12 năm 2011 và tháng 11 năm 2013. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Xét quá trình công tác của ông Lương Cường, có thể thấy con đường binh nghiệp của ông chủ yếu tập trung vào công tác chính trị, công tác đảng. Tại Việt Nam, Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện nên vai trò của cán bộ sĩ quan chính trị trong quân đội luôn luôn đặc biệt quan trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Công thơ Thời báo.d với bản tin Tân Chủ tịch nước Lương Cường là trường hợp đặc biệt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.